Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi của biên bạc núi xanh. Cái lời bài hát vừa rồi các bạn nghe chắc các bạn cũng biết là của ai sáng tác rồi đúng không? Và hôm nay thật sự thì Huy làm clip Honda Winner X 2020 phiên bản mà mới này thì Huy cảm thấy rất là háo hức, bởi thần tượng của Huy đó chính là anh Đen Vâu đã trở thành đại sứ thương hiệu của dòng xe Honda Winner X, đặc biệt là phiên bản màu mới nhất của phiên bản Sport này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết nha. Cái việc mà chọn anh Đen Vâu làm đại sứ thương hiệu cho Honda Winner X thì họ cho biết rằng là do anh Đen Vâu là một người có sức ảnh hưởng lớn cho cộng đồng, đặc biệt là một người nổi tiếng. Bởi vậy họ muốn anh phát triển cộng đồng xe Honda Winner X tại Việt Nam. Và trước đó thì MV ca nhạc của anh cũng đã xuất hiện chiếc Honda Winner 150 rồi. Đúng là một sự trùng hợp phải không các bạn? Khi xem qua tổng thể thì các bạn sẽ thấy như Huy là chiếc Winner X phiên bản màu mới 2020 này, sự thay đổi lớn nhất đó chính là màu sắc và bộ tem. Về màu sắc thì Huy thấy là chủ đạo của nó là màu bạc bóng. Đây, nhìn rất là đẹp các bạn. Và sự mạnh mẽ được nhấn mạnh bằng một những màu gọi là đen mờ. Đây, đen mờ ở ngay chỗ mặt nạ nè. Đó, và phía dè trước. Và ngay chỗ mặt nạ, vị trí mặt nạ thì sẽ có một cái chữ Sport xen kẽ vô trong cái lục giác nè các bạn, hình lục giác nè. Và phía bên này, hai bên yếm cũng có chữ Sport rất lớn luôn nha, nhấn mạnh được cái sự thể thao của chiếc Honda Winner X này. Đó, và nó có những đường điểm nhấn, những cái đường hàng sọc nè các bạn, từ màu bạc tới màu bạc đậm nè, xong rồi xen kẽ lại thành màu đỏ, nhìn rất là đẹp luôn. Và đối phía sau của chiếc xe thì những gì Huy thấy được đó chính là chữ Winner X được dập nổi, nhìn rất là mạnh mẽ luôn các bạn. Và cái cản sau này đã được sơn màu đỏ đồng bộ với bộ tem luôn, cùng một màu màu với bộ tem luôn đó. Và Huy thấy là Honda Việt Nam họ rất hiểu tâm lý của người chơi xe, từ chiếc Exciter trước đó của Yamaha cho đến Honda Winner 150 V1 thì họ đều là cái cản liền. Và đối Winner X thì cái cản nó được cắt làm đôi đó, nhìn rất là thể thao như những dòng xe phân khối lớn đang có. Và bên cạnh đó thì Huy thấy cái yên xe, những đường chỉ này, đã đường chỉ mai này các bạn, nó cùng màu luôn với cái màu bạc này. Đây, nó cùng màu màu bạc luôn, rất đẹp. Một điểm nhấn khá nổi bật mà Huy thấy được ở vành mâm đó chính là có viền chỉ đỏ này các bạn. Đó, và viền chỉ đỏ này là màu phản quang luôn, nhìn rất là nổi bật. Và bên cạnh đó thì có một nhãn năng lượng ghi rõ ra luôn là 1.7 lít trên 100 km. Theo Huy thấy thì khá là tiết kiệm nhiên liệu luôn đó. Và bên cạnh đó thì đây là phiên bản thể thao, cho nên so với những phiên bản trước thể thao trước á thì là không có ABS. Bởi vì phiên bản thể thao trước á thì chỉ có là phiên bản cao cấp là màu đen mờ, và phiên bản camo, rồi phiên bản HRC mới đây nhất thì mới có ABS thôi. Và tuy nhiên chiếc xe này, phiên bản thể thao này là chiếc đầu tiên được trang bị phanh ABS trước, cùng đó là bộ tem mới luôn. Và việc này là một trang bị rất đáng giá trên chiếc Honda Winner X, bởi nó cũng là chiếc xe côn tay đầu tiên phân khối nhỏ tiên phong về phanh ABS luôn các bạn. Nãy giờ thì Huy cũng chia sẻ với các bạn về sự nổi trội và đặc biệt trên chiếc Honda Winner X 2020 phiên bản màu mới này rồi. Và bây giờ Huy xin phép là nói sơ qua về những gọi là công nghệ và hình hài của nó về lúc mà vừa mới ra mắt. Và đối với đồng hồ thì đồng hồ là đồng hồ full LCD, và chúng ta có thể quen thuộc, phải rất quen thuộc đúng không các bạn, bởi vì nó thừa hưởng từ CBR 150R. Tiếp đến đó chính là mặt nạ với đèn pha LED được dời xuống, thay vì lúc đầu nguyên bản là để trên vị trí ghi đông thì bây giờ đã dời xuống đây rồi. Và bên cạnh đó là hai xi nhan rời phía ngoài. Đây là sự khó chịu của những anh em lúc mà vừa xem nó, bởi vì họ cho rằng là nhìn nó khá xấu và khá thô. Bên cạnh đó là hai cái xi nhan lòi ra ngoài vậy, di chuyển lỡ bị va quẹt rồi sao. Nhưng mà sau này thì họ quen dần rồi, họ cũng biết cách khắc phục và họ dùng những xi nhan gọn hơn, ốp sát vô để xử lý nó. Và đối với đèn pha này thì họ cũng là cảm giác là được cái sự ngầu của nó, giống như là một chiếc phân khối lớn thật thụ, những dòng Sport thì đèn pha đều đặt ở dưới mặt nạ này hết. Và bên cạnh đó thì là cái động cơ ở vị trí động cơ này, nó cũng được Honda tinh chỉnh lại cho nó mạnh hơn rất nhiều. Cái moment xoắn ở đề ba nó được mạnh hơn. Đó là một cái thích thú của anh em khi mà nghe đến. Và bên cạnh đó thì cây bô
cây bô này là sự thích thú nhất của anh em, nó tạo sự phấn khích cho anh em. Bởi vậy là Quy thấy là từ lúc mà cây bô Winner X xuất hiện thì ít anh em nào đổ bô lắm, tại vì Quy đối Quy nghe cảm giác á, nó như là một cây bô tăng vậy á, nghe rất là mạnh uy lực luôn. Đó là một cái điểm nổi trội của Honda. Và bên cạnh đó thì cái gác chân được gập và thiết kế nhìn rất là hầm hố và thể thao luôn, khoét rất là góc cạnh đây đó. Nãy giờ thì Huy cũng chia sẻ với các bạn tất cả những gì có trên phiên bản Winner X 2020 màu mới này rồi. Và bây giờ là phần quan trọng nhất, đó chính là giá bán. Hiện tại thì sản phẩm này đã được bán chính thức trên các head ở toàn quốc với giá bán là 48.990.000 đồng. Như vậy là nó có sự tương đương không nhiều là so với những phiên bản cao cấp hơn. Thì đối phiên bản là đen mờ thì có giá là 49.490.000 đồng. Và đối phiên bản HRC thì có giá là 49.990.000 đồng. Tuy nhiên đối phiên bản thể thao này thì lại có tem mới và có thêm phanh ABS. Và nếu các bạn thích sở hữu mẫu xe này thì các bạn hãy đến ngay các head trên toàn quốc để mua nha. Và bây giờ xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.